Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, tháng 8 âm lịch. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tử vi chi tiết cụ thể của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, tháng 8 âm lịch năm 2021. Qua đó, mọi người sẽ có cái nhìn tổng quan của mình về cuộc sống của tháng 8 âm lịch, cụ thể về tử vi cát hung, nạp vận, tình duyên, công việc, sự nghiệp và sức khỏe. Quý vị thân mến, cuộc sống của mọi người luôn có điều tốt, điều xấu và có quý nhân phù trợ. Quan trọng là mỗi người chúng ta có biết nắm bắt, bước đi chính xác để đón được tài lộc, may mắn đến với mình hay không. Để có thể nắm bắt được thời vận cũng như giảm thiểu được tối đa vận rủi đối với bản thân, hôm nay kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với mọi người. Mời quý vị hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, chương trình được luận giải bởi thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Tâm Linh. Qua đó, các thầy cũng đưa ra những giải pháp để có thể hóa giải những hung hạn của gia chủ. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Quý Dậu 1993 mệnh kiếm phong kim, tài vận của con giáp này rất tốt. Tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra, thế nên tay làm hầm nhai mà tay quay làm miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà tuổi Quý Dậu phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm quyền lực trong tay. Có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do, làm chủ nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không kỳ bo, bẩn tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy buôn may hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Dự báo tháng 8 âm lịch, công việc không phải lúc nào cũng được như ý. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu, vận trình con giáp Quý Dậu khá ảm đạm trên mọi phương diện. Sự nghiệp sa sút khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi và lo lắng. Tài chính không có nhưng lại chi tiêu quá nhiều. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Hãy giữ gìn sức khỏe, tinh thần thật tốt. Quý âm thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, gia chủ Quý Dậu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu, giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 8 âm lịch tuổi Quý Dậu cho thấy, xem chừng sự nghiệp vẫn chưa có sự khởi sắc hay đi lên. Tháng này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Thời gian này nếu bản mệnh đang cố làm những việc công to, việc lớn, càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng, còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Tháng này đam mê học hỏi không ngừng, khiến chính tuổi Quý Dậu cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập đến cho mình. Thế nhưng lúc này, gia chủ không phù hợp để tiến hành việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ Quý Dậu sinh năm 1993 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai về mặt tài lộc tiền bạc. Tháng 8, cuộc sống của gia chủ thời điểm đầu tháng rất rộn ràng với nhiều lời mời, kế hoạch giải trí sẽ kéo xa gia chủ khỏi guồng quay công việc. Thế nhưng đừng vì thế mà sao nhãng với những cơ hội tiền bạc đang tới. Xem tử vi tháng của 12 con giáp, đường tài lộc tuổi Quý Dậu tháng 8 âm lịch có thể có một sự kiện màu nhiệm đẩy người tuổi Quý Dậu tới bước ngoặt đáng kể về tiền bạc.
tuy nói là may mắn, nhưng xét lại thì đó là công sức và sự nỗ lực của bản mệnh được đền đáp xứng đáng với những gì mà gia chủ bỏ ra. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 8 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Quý Dậu không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, cũng nên nghiêm túc xem lại, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi 2020 tháng 8 âm lịch, phương diện tình cảm tuổi Quý Dậu nhiều biến động, cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Quý Dậu đã kết hôn, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần bao dung, lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian, tâm sức cho công việc, dù có muốn quan tâm đến gia đình, có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi áp lực khiến tuổi Quý Dậu mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân. Tử vi của gia chủ từng tháng âm lịch năm 2021 cho biết có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình. Gia chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, tình huống này bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc. Đồng thời, bản mệnh nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng, giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Quý Dậu tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 8, từ ngày 16 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Đinh Mão, nạp âm lô trung hỏa. Ngày âm lịch 22 tháng 8, từ ngày 28 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm thành đầu thổ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch 11 tháng 8 tức ngày 17 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn, nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 8 tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn, nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành, hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình đều tiến hành hết sức thuận lợi. Năm nay, gia chủ Tân Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị lên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ tử vi của tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 tháng 8 âm lịch.
Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.